Mặc đồ pyjama để mà lên đây chứ phải chơi không? Ông tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu? Dạ, con Lê Thánh Đô Đô Minh Đi Cô Lê Nho, 68 tuổi, địa phận Bố Cường, giáo xứ Bình Lạnh. Hồi sáng này cũng đi bệnh viện, chắc mới lại đây. Mà sau tới Sài Gòn, con khỏe còn lại luôn. À, tức là ông mặc đồ này tính gì vào bệnh viện, phải không? Rồi, xong rồi sao nữa? Rồi con tới Sài Gòn, con xin chú Liên Sót, con lại đi luôn. Con lại đi luôn. Không vô bệnh viện, không vô bệnh viện, con lại đây. Là ông bị bệnh gì? Dạ, con lại đây xin chú thương xót, con bệnh hoạn quá cho con hết bệnh. Bệnh gì? Dạ, con bệnh nó mãn phổi rồi tiểu đường rồi thiếu máu cơ tim. Cà sư cha vậy hết. Nó hay ở cái chỗ là thường là người ta phải đi tìm bệnh viện trước, đúng không? Còn ông này là từ Bình Dương lên Sài Gòn, thay vì đi thẳng đến bệnh viện thì ông mới đi thẳng đến giáo điểm tin mừng, thẳng đến lòng thương xót Chúa. Rồi Chúa chúc lành cho ông. Đây là cái máy 365 bài giảng nha. Nghe bây giờ chưa? Dạ nghe. Rồi làm sao mà ông biết giáo điểm tin mừng này mà ông lại thay vì đi bệnh viện mà ông chạy đến đây? Dạ thưa cha, con có lại nhiều lần rồi. Con lại đến đây nhiều lần. Rồi ai nghĩ thì ông đến đây? Tự nhiên con tìm hiểu con lại rồi. Rồi gia đình con cũng lại hết. Rồi giờ đi con khỏe luôn, con lại đây luôn. À tức là con bệnh con vô nhà thương. Rồi sau đó con xin con lại đây xin Chúa thương xót cho con khỏe, con khỏe bệnh con lại luôn. Không có nhà thương nữa. Không có nhà thương, con lại đi luôn. Từ sáng giờ con lại hồi 7 giờ mấy tới giờ. Rồi rồi có ơn ông. Thưa chị em, thay vì ông đi thẳng đến bệnh viện, ông thấy chạy đến đây và ông thấy khỏe quá, còn ở đây luôn, không về bệnh viện nữa. Ngu gì về đó.